Thưa quý vị, sau khi tham dự và kết thúc thành công hội nghị CLV lần thứ nhất tại Lào, hôm qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời thủ đô Viên Chăn lên đường sang Bangkok, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện tức Quốc hội Thái Lan Wan Muhammad Noon Macha từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12. Ra đón đoàn tại sân bay quân sự Don Muan có Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thái Lan Badibat Sunting Bada quyền tổng thư ký Quốc hội Thái Lan, lãnh đạo vụ của Hạ viện Thái Lan, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan và đông đảo bà con kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Thái Lan. Đây là chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, cũng là chuyến thăm Thái Lan của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam sau khi Thái Lan thành lập chính phủ mới. Chuyến thăm Vương quốc Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng chủ động tích cực củng cố và mở rộng nền tảng quan hệ chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả thực chất giữa Việt Nam và Thái Lan trong tất cả các lĩnh vực và trên tất cả các kênh. Kiến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của hai bên về quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan. Hai bên sẽ trao đổi phương hướng biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước giai đoạn 2022-2027, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước cùng với các hoạt động hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Thái Lan và các hoạt động quan trọng khác, hai nhà lãnh đạo sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội và chứng kiến ký thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan của quốc hội